Xin chào quý vị và các bạn. Anh Linh đang ở trên xe đi từ nhà thờ, đi qua một cái party tổ chức kiểu Hawaii BBQ ngoài trời, rất là vui. Rất là tới nơi rồi nè các bạn. Con này nãy dâng lên cho Đức Mẹ. Đi lộn chỗ rồi. Nãy đây là chị. Một, hai, ba, vô rồi.
Chị mời mấy anh đem trai vô chụp hình kỷ niệm rồi luôn đó chị. Chúng ta có những anh đem trai đã từng đoạt giải lịch sử. Okay. Sinh nhật chị Thuấn. Cái bị nghiêng rồi. Em.
Thôi mình vô hết đi, vô hết đi. Mình vô hết thằng sau đi. À, xin mời các bạn Polytech. Mời anh Thọ. Mời anh. Anh xa rồi, xa rồi. Thọ ra rồi. Dạ chưa. Xa rồi. Xa rồi. Xa rồi. Thọ cái váy nè. Anh thấy cái váy chân này. Thọ nó bài rồi. Mời anh. Bó tay đừng bó tay mấy bạn. Có Lisa Phương là cái người bây giờ xin mời 2, 3, 4, 5 còn thiếu cái bánh ra ngoài. Bánh xanh của ai? Ai giữ? Còn thiếu cái bánh xanh ai giữ rồi? Nào giấu cái váy rồi. Nào bắt hết cái váy rồi. Ai giấu hết cái váy rồi. Nào giấu hết cái váy. Kỳ quá. Rồi. Dạ. Cái chị Thuận á, chị nói là tất cả các bạn thân của Sang ở học của Polytech ra đứng mặc đồ vô múa Hawaii để tặng cho. Từ đây có một cái bản nhạc mùa xuân sang có hoa mặc váy lại. Mùa đông sang có hoa anh đào mà thu sen quá đau vậy cả bạn quá. Ok, xin mời các anh Chí. Anh Chí hồi xưa là trưởng ban văn nghệ của tổng hội sinh viên New Jersey. Okay. Dạ. Chị Thuận chỉ nói là khi mà Lệ Hồng hát á, là các bạn sẽ múa. Xin mời tay ở rất là điêu luyện của anh Tùng đẹp trai. Cầm cái này múa, cầm cái này múa. Anh cầm cái này múa, cầm cái này múa. Xin mời mấy anh ra diễn thời trang nha. Vô luôn mình. Vô luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Woo!
là bầu bầu khói thanh bình. Đây là vợ của cái anh đang hát. Chị hát chung đi. Đứng hát hay anh Hồng nãy giờ chưa có chụp hình. Chị Thường đứng giữa. Rồi này nha. Ơi mơ lòng ra với cõi đời nếu nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng hơn tôi, xin hiểu cho tôi. Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Thôi xuống dưới đi. Tưởng anh
anh nhớ. Cam Linh xài cái gì quay vậy? Video bình thường vậy á, ớt lót lên YouTube hả? Sao nó bị cái vớ đâu có rõ gì đâu. Linh thấy không có rõ sao mấy cái của em quay cái đó rồi. Linh quay bằng cái này không? Bằng cái này không mới. Rồi làm giống tiếp cũng bằng cái điện thoại này không á? Giống như bà này lên là vững luôn. Ừ. Đúng không? Đúng. Lát nhờ người khác quay giùm mình. Nhờ anh Phong nè. Đúng rồi. Tát cho Cam Linh đi đầu nha. Cam Linh bỏ cái này. Ủa vậy đi đổi thay hả? Ok. Nằm nhớ những kỷ niệm gặp nhau phố ban đầu, mà đêm ngoài đôi mắt gái anh về như đang làm gì đó hả? Hey, margarita là mango tới pha gì đó sinh nhật của lo à? Mình chỉ nhớ người đẹp là được rồi. Dung Nghĩa, Nghĩa đang làm này hả? Oh, đến từ Houston, Texas. Dạ. Ủa, chừng nào em đi lại? Dạ, em ở đây luôn. Ồ vậy á? Dạ. Ồ vậy welcome. À, quý vị có nghe chị Cẩm Linh welcome cái anh này không? Là bởi vì thấy người ta nấu ăn xong à, welcome. Đúng yeah. Rồi, nướng đồ ăn. Thưa quý vị, anh này tên Nghĩa đến từ Houston. Hồi nãy giờ là mình đến đây là mình thấy anh đứng ở đây rất là lâu. Từ đây sắp tới quý vị nào mà barbecue sau vừa có cái ý đồ gì đó thì cứ tự nhiên liên lạc với anh Nghĩa. Ý đồ chứ không phải ý định nha. Ý đồ bắt nướng đồ ăn đó hả? Rồi còn cái này là bò kho. Bò kho. Rồi cái này là nồi súp măng tây cua. Ok. Nè nè. Không xuống xuống xuống. Mắc kiến này, mắc kiến mong chụp hình đẹp quá ta. À, cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta ở ngoài trời đã vui rồi. Bây giờ chúng ta sẽ còn một ngoài trời quay đẹp biết sao không? Đủ basement của nhà anh Vinh. À, xin chào lại chút nữa đi. Quý vị xuống dưới basement. Rồi. Tại vì ở đây em làm á. Bị ồn. À, em làm á. Coi sao, sao có làm sao, để coi sao có điểm chứa, chắc đem xuống cách này là cách mà đây. Nãy giờ đèn cây nó làm tay tôi rồi. Chị, bé này nó nhớ anh luôn hả? Đây, bữa em làm bánh. Cảm ơn con.
for watching. Xin các bạn hãy ủng hộ Cam Linh bằng cách bấm like and đăng ký kênh của mình, bấm chữ subscribe and cái chuông kế bên để xem video kế tiếp. Cảm ơn các bạn.